Hằng năm cứ vào tháng tư, những người con của Đức Phật lại phấn khởi vui mừng tổ chức nhiều hoạt động Phật sự ý nghĩa để mừng ngày Phật đản sanh. Đại lễ Phật đản năm nay là một sự kiện trọng đại đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi lần thứ hai vinh dự được đăng cai tổ chức trọng thể tại cố đô Hoa Lư, trung tâm Phật giáo Tràng An, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Vào những ngày này, trên các con đường từ thành thị tới thôn quê hẻo lánh đều treo cờ Phật giáo. Cờ Phật giáo trước hết là biểu trưng tinh thần thống nhất của Phật tử trên toàn thế giới. Cờ Phật giáo còn tượng trưng cho niềm chính tín và sự yêu chuộng hòa bình của mọi người con Phật. Để chào đón ngày trọng đại nhất này, ngày Đức Phật Thế Tôn đản sanh tại tịnh viện Pháp Hạnh, ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã treo gần 100 cây cờ và pano dọc các đoạn đường vào tịnh viện. Tịnh viện Pháp Hạnh do Đại Đức Thích Chí Giác Thông trụ trì. Trong không khí an hòa của hàng vạn con người trên khắp hành tinh nói chung và triệu triệu con tim của giới Phật tử nói riêng, tất cả đều đang nô nức hân hoan đón mừng Phật đản. Vui thay Đức Phật ra đời, vui thay chánh pháp rạng ngời truyền trao. Và trong không khí thiêng liêng tốt đẹp ấy, tối ngày 12 tháng 5 năm 2014, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Giáp Ngọ, tịnh viện Pháp Hạnh long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2558. Đúng 19 giờ, hàng trăm Phật tử đã chắp tay trang nghiêm cung nghinh chư tôn đức tăng quang lâm lễ đài chính trong tiếng chuông trống bát nhã ngân vang với không khí trang nghiêm thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế Tôn xuất hiện cõi trần, hân hoan đến mấy tầng không nhạc trời. Hoa đạp rộn nở nụ cười, trần gian chào đón một người siêu nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh. Kính bạch chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử thân mến. Tìm về những trang sử Phật, chúng ta biết cách đây 25 thế kỷ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni. Vì cảm thương nhân loại đang chìm đắm trong điên đảo vô minh, Ngài đã thị hiện ra đời để chỉ bày cho chúng sinh con đường an lạc, chấm dứt các khổ. Sự xuất hiện của Ngài là sự xuất hiện của con mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, đại minh. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hôm nay mùa Phật đã về, chúng ta chắp tay tín hành đốt nén tâm hương dâng nguyện lên Ngài mừng ngày thị hiện. Dù giờ đây Ngài đã không còn, năm tháng thời gian dẫu có cuốn trôi mọi thứ xuôi vào dĩ vãng, lặng chìm trong quá khứ xa xăm, nhưng nước sông Hằng Thiên trăm năm vẫn đều đặn nhẹ nhàng trôi, ngọn Hy Mã Lộc Sơn trắng tuyết ngàn đời như vẫn còn lưu dấu chân tìm đạo những ngày đầu của thiện thể. Sanh thân Ngài đã vắng bóng, nhưng pháp thân vẫn mãi thường hằng, như tấm lòng của một người cha luôn thương quý các con. Ngài lúc nào và bao giờ cũng muốn cho chúng sanh an lạc hạnh phúc. Tưởng niệm về những thâm ân vô biên vô lượng ấy, ngôn ngữ hạn hẹp thế gian nào có thể diễn tả thành lời. Lạy đấng thiện thể, xin cho tất cả bảy chúng đệ tử chúng con thành tâm quy kính dưới Ngài trong một phút tưởng niệm thiêng liêng mừng sự đản sanh phi thường của một con người vĩ đại. Xin vầng hào quang từ bi trí tuệ của Ngài chiếu soi mười phương thế giới, khiến cho mọi người và mọi loài thảy đều lợi lạc an vui. Chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiện tọa Đại Đức Tăng hoan hỷ khởi thân chắp tay hướng về lễ đài Phật đản. Mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm. Xin toàn thể đạo tràng dành một phút tưởng niệm về sự đản sinh của Đức Phật. Giờ phút thiêng liêng gió lặng chim ngừng, đại địa bảy lần rung động chấn động mạnh,
con người bất diệt sinh ra trong cõi đời sinh diệt, vì tinh tú chói ngời giữa đêm trường u tịch, một phần mặt trời hồng rực rỡ giữa mùa đông. Bàn tay chuyển pháp trong hương đêm thanh khiết, ấn cát tường nở trắng một bông hoa. 3000 thế giới đồng thanh ca ngợi, văn Phật Thích Ca đã ra đời. Kỳ diệu thay, con mắt lớn của tam giới đã mở. Văn Phật Thích Ca đã ra đời. Kỳ diệu thay, con mắt lớn của tam giới đã mở. Văn Phật Thích Ca đã ra đời. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã qua. Cung thỉnh chư tôn đức tăng an tọa. Kính mời đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đóa u đàm nở rạng ngời, lâm tỳ ni rực một trời sắc hương. Pháp thân hiện giữa vô thường, gót vàng bảy bước mở đường chân như. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Một lần nữa mùa sen thơm tháng tư đã nở, báo hiệu một mùa Phật đản đầy an lạc lại về. Trong nắng ấm trời xanh, trong không khí an hòa của hàng vạn con người trên khắp hành tinh nói chung và triệu triệu con tim của giới Phật tử nói riêng, tất cả đều đang nô nức hân hoan chào đón Phật đản, đón mừng sự chào đời của một đấng siêu phàm, một bậc vĩ nhân xuất thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tôn quý của chúng ta. Hòa trong không khí thiêng liêng của lễ hội Phật đản tối hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2014, nhằm ngày 14 tháng 4, năm Giáp Ngọ, Tịnh Viện Pháp Hạnh long trọng tổ chức đại lễ Phật đản. Phật lịch 2558, dương lịch 2014. Đó chính là lý do của ngày đại lễ Phật đản hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn đây tiếng vọng ngàn năm, đón ngày khánh đản, mừng rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin giới thiệu chương trình đại lễ Phật đản Phật lịch 2558, dương lịch 2014 hôm nay như sau. Thứ nhất, chuông trống bát nhã cung nghinh chư tôn thiền đức Quan Lâm chứng minh. Thứ hai, dâng hương. Thứ ba, phút tưởng niệm thiêng liêng. Thứ tư, tuyên bố lý do và giới thiệu chương trình và thành phần tham dự. Thứ năm, dâng lục cúng. Thứ sáu, tuyên đọc diễn văn khai mạc. Thứ bảy, ca khúc mừng Phật đản. Thứ tám, lời đạo từ của Thượng tọa chứng minh. Thứ chín, ca khúc mừng Phật đản. Và cuối cùng là phần nghi lễ tắm Phật và hoàng mãn. Đến chứng minh và tham dự cho đại lễ hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Phước Niệm, Ủy viên Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì chùa An Nhiệm Thiền Thất, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đại đức Thích Chí Giác Thông, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thường trực Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì Tịnh Viện Pháp Hạnh. Đại đức Thích Giác Quảng, chủ trì Tịnh Thất Giác Ngộ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và hơn 200 Phật tử có mặt tại đại lễ hôm nay xin được giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, khi Đức Phật đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, hoa u đàm nở rộ, trống nhạc trời vang vọng, chư thiên chín rồng phun nước tắm cho người. Hôm nay trong ngày đản sanh của Đức Từ Phụ, hàng đệ tử của Ngài cũng xin thể hiện tấm lòng hân hoan tôn kính của mình, dâng lên những hương hoa thơm ngát cúng dường chư Phật. Phần dâng lục cúng dường của các bạn trong câu lạc bộ thiện nguyện Hương Từ Tâm xin phép được bắt đầu.
con tưởng nhớ đến bao ngày đã qua. Một hồi chuông vừa gióng tình cờ, lòng con chợt thấy cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng người. Nguyện cầu cho nơi đây yên vui khắp chốn, ánh sáng Đức Thích Ca nhịp nhịp soi thế gian. Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật, rồi lòng con thanh thoát trong pháp màu thiêng liêng. Ngàn hào quang rọi sáng lòng chân, con mê mơ quá tình đời sâu đau rồi đến trong muôn loài. Lại ngài cho con dâng đoá hoa. Chợt thấy cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng người. Nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn, ánh sáng Đức Thích Ca nhịp màu soi thế gian. Nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn, bảy đó sen vàng nâng góc ngọc đón mừng Bồ Tát xuống trần gian. Vườn lâm chợt thấy hoa đàm nở, muôn vạn tin vui trỗi nhịp đàn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa quý Phật tử, trong không khí hân hoan đón mừng Phật đản, hàng triệu người con Phật trên khắp bốn miền năm châu nói chung cũng như đồng bào Phật tử nói riêng đang dốc hết tâm thành hướng về ngày Thế Tôn thị hiện. Và hôm nay, hàng hậu hậu của Ngài cũng hội tụ về đây để tỏ lòng tri ân và báo ân cho ngày lễ trọng đại này. Thay lời ban tổ chức, xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Chí Giác Thông, chủ trì Tịnh Viện Pháp Hạnh, tuyên đọc diễn văn khai mạc. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, tối hôm nay ngày 14 tháng 4 năm Giáp Ngọ Phật lịch 2558, cùng với những người con Phật trên toàn thế giới, toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử khắp cả nước, trong đó có tứ chúng Phật giáo huyện Củ Chi nói chung và Tịnh Viện Pháp Hạnh nói riêng, đồng hướng tâm về thánh tích Lâm Tỳ Ni và thành Ca Tỳ La Vệ thuộc Ấn Độ ngày xưa, để hồi tưởng lại một sự kiện quan trọng có một trong hai trong lịch sử nhân loại, một đại sự nhân duyên vô cùng to lớn, hy hữu khó thấy
khó gặp ở đời là sự đáng sanh của Đức Thế Tôn. Tưởng niệm ngày đáng sanh của Ngài, Đấng Chí Tôn Vô Thượng, một lần nữa chúng ta lắng lòng nghĩ nhớ, suy tư về những công hạnh vị tha sáng ngời, lúc nào và bao giờ cũng vì an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Ngài sẵn sàng từ bỏ vợ đẹp con xinh, kinh thành tráng lệ, từ bỏ phụ hoàng và kế mẫu, dấn thân vào rừng sâu tầm đạo. Suốt cả quãng đời 80 năm, lấy bóng cây làm nhà, vải thô làm áo, đến ngày viên mãn báo thân cũng không rời xa chí nguyện. Bởi lẽ, Ngài thể hiện ở đời cũng chỉ vì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh, chỉ cho chúng sanh thấy rõ chân tâm ngọn nguồn bản tánh. Giờ này, trong khung cảnh trang nghiêm, trước tôn ảnh đảng sanh an nhiên thanh thoát, thay mặt ban tổ chức buổi lễ, chúng tôi xin hân hoan cung đón chư tôn thiện đức tăng cùng đông đảo quý Phật tử về tham dự buổi lễ, kính chúc toàn thể đạo tràng an lạc tinh tấn. Chúng tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ hôm nay. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên U Vơ U Thọ Hà thể hiện đảng sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quy lạy Phật Thích Ca, từ nay con xin sám hối những lỗi lầm đã qua, con nguyện quy y giữ ngũ giới tam quy, con nguyện trọn đời theo Đức Thế Tôn. Phật pháp nhiệm màu soi sáng đường con đi, vượt khỏi bờ mê con tìm về bên giang, lòng luôn thanh tịnh an nhiên tự tại, nguyện bỏ tham sân sống đời tự ái. Thầy tâm con ra người bước qua mê lầm phiền não sạch trong, con quy lạy Phật Thích Ca, từ nay con xin sám hối những lỗi lầm đã qua, con nguyện quy y quy, con nguyện trọn đời theo Đức Thế Tôn. Phật pháp nhiệm màu soi sáng đường con đi, vượt khỏi bờ mê con tìm về bên giang, lòng luôn thanh tịnh an nhiên tự tại, nguyện bỏ sống đời tự ái, thành tâm niệm Phật con đời vô đau, lương anh từ bi tu hành thật tinh tấn, Bồ Đề hoa nở tâm con ra người bước qua mê lầm phiền não sạch tìm về bên giang,
lòng luôn thanh tịnh, an nhiên tự tại. Nguyện bỏ tham sân, sống đời tự ái. Thành tâm niệm Phật, thoát đời khổ đau. Nhường anh từ bi, tu hành thật tinh tấn. Bồ đề hoa nở, tâm con tràn ngời. Bước qua mê lầm, phiền não sanh cho. Xóa tan ưu phiền, độ thoát chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Giờ đây trong khung cảnh trang nghiêm thấm tình đạo vị, dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức, cùng với sự tín thành của đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử, tiếp theo chương trình chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Phước Niệm từ bi hoan hỷ thông qua ý nghĩa của ngày lễ trọng đại này. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử xa gần. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Giáp Ngọ. Hòa trong không khí trang nghiêm thiêng liêng của mùa lễ hội Phật Đản năm 2014, tại Tịnh Viện Pháp Hành cũng long trọng tổ chức đại lễ khánh đản Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi được thay mặt cho hiện tiền chư tôn thiền đức tăng thành tâm tán thán tất cả các Phật tử đã dành thì giờ quý báu vân tập về tại Tịnh Viện Pháp Hành ở nơi vùng xa xôi của huyện Củ Chi để tham dự đại lễ hôm nay. Cầu chúc cho tất cả quý vị và thân quyến nội ngoại trong gia đình luôn được nhiều hạnh phúc an lạc trong ánh sáng vô lượng của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Sự kiện đại lễ Phật Đản năm nay trùng hợp với một ý nghĩa vô cùng to lớn. Và cái ý nghĩa vô cùng to lớn đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên được vinh dự đón nhận, đó là đăng cai tổ chức đại lễ Vê Sắc. Đại lễ Vê Sắc có nghĩa là đại lễ Tam Hạp, kính mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khánh đản, thành đạo và nhập Niết Bàn. Từ ngày mùng 9 cho đến ngày 13 âm lịch tháng 4 vừa qua, tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc đã được long trọng tổ chức. Và trong khuôn khổ của lễ hội Vê Sắc 2014 là hội nghị Phật giáo quốc tế, với tất cả những đề tài được thảo luận không ngoài ý nghĩ là tôn vinh giá trị từ bi và trí tuệ đã tạo nên cho con người nói riêng và vạn loài chúng sinh nói chung một chất liệu sống hòa hợp nhân sinh, hòa bình thế giới. Hội nghị Phật giáo quốc tế và đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc tại chùa Bái Đính, Ninh Bình đã thành công tốt đẹp. Hôm nay, ở nơi đây tất cả chúng ta
một lần nữa lại hướng vòng lên đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni để kính mừng ngày sinh nhật lần thứ 2638 của người. Thưa quý vị, Đức Phật là hiện thân của từ bi và trí tuệ. Sự thành tựu quả vị giác ngộ của Ngài là sự thành tựu của một con người giữa thế gian này. Và Ngài giác ngộ là giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ là giác ngộ cái sự thật của cuộc sống. Và cả một cuộc đời của Ngài 45 năm từ khi thành đạo cho đến ngày nhập Niết Bàn, Ngài rày đây mai đó làm chỉ một công việc duy nhất, đó là minh định lại những giá trị thực tiễn để cho con người nói riêng và vạn loài chúng sinh ở ba cõi thấy rõ được thực tướng của vạn pháp, ngọ hầu không bị vạn pháp mê hoặc, để từ thân tâm của mỗi chúng sinh đều biết quay trở về với chân tâm chân tánh mà xây dựng một nếp sống an lạc hạnh phúc thật sự. Tôn kính Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn, tức là chúng ta tôn kính giá trị tỉnh thức vẹn toàn ngay trong sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta tôn kính giá trị từ bi ngay trong lẽ sống của chúng ta. Và chúng ta tôn kính tinh thần, tôn kính chân lý bình đẳng ngay trong phương châm của cuộc sống chúng ta hướng về tất cả các điều lành. Chư Phật trong quá khứ, chư Phật trong hiện tại và chư Phật trong tương lai cũng thường nhắc nhở chúng ta như vậy. Bỏ tất cả các việc ác, siêng làm tất cả các hạnh lành, luôn giữ lòng trong sạch. Đó là lời mà chư Phật thường nhắc nhở. Mỗi năm đến mùa lễ Phật đản, từ mùng 8 tháng 4 cho đến rằm tháng 4, là cơ hội để cho chúng ta được trở về đón mừng Đức Phật đản sanh. Và cũng bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 1999, đại lễ Phật đản được nhân rộng thành đại lễ tam hợp trong hội nghị, trong kỳ đại hội lần thứ 79 của Liên Hiệp, đã công nhận đạo Phật chính là một tôn giáo không bao giờ làm đổ bất cứ một giọt máu của ai trong quá trình duy trì phát triển và truyền bá rộng sâu trong nhân loại. Và cũng có những nhà nghiên cứu bác học cũng đã khẳng định tương lai cũng chỉ có tất cả những lời dạy của Đức Phật, nền tảng giáo lý mà Đức Phật đã giác ngộ và Ngài đã minh định trong suốt 45 năm hoằng pháp lời sinh của Ngài, sẽ không bao giờ bị mai một với thời gian, với không gian. Và chính những lời dạy đó sẽ mang lại cái hạnh phúc an lạc và hòa bình thực sự cho từ thân tâm của mọi cá nhân chúng sinh cho đến đoàn thể, gia đình và xã hội. Và cũng từ đó đại lễ Phật đản được nhân rộng thành trở thành đại lễ tam hợp. Vì vậy mỗi mùa Phật đản là chúng ta có cơ hội để trở về học hỏi, tiếp nhận và học hỏi tất cả những giá trị thực tiễn của cuộc đời mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta bằng thân giáo, khẩu giáo của Ngài. Ánh sáng từ bi trí tuệ và chất liệu thể hiện trong từng ý nghĩ lời nói và từng bước chân của Ngài đông đầy giá trị thực tiễn và bình đẳng, đã truyền cho đến ngày hôm nay và tất cả chúng ta.
trở về trước ngôi Tam Bảo để tôn kính Đức Phật là chúng ta phải biết ứng dụng tất cả những giá trị cao đẹp mà chính cuộc đời của Ngài từ đản sanh cho đến nhập Niết Bàn đã để lại cho trần gian này một bài học vô cùng quý giá. Chúng ta phải biết ứng dụng tất cả những giá trị đó thì sự kính mừng của chúng ta, sự tôn kính của chúng ta, sự hòa vui của chúng ta trong ngày lễ hội mới thực sự có ý nghĩa. Cổ nhân cũng từng có một câu dạy: phạn tướng là tướng từ tâm, phạn văn là văn từ tánh. Chúng ta chiêm ngưỡng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với tôn tượng sơ sinh là để phản chiếu lại Phật tâm Phật tánh mà từ thuở mà ta vừa mới chào đời. Phật tâm Phật tánh đó vốn dĩ rất hồn nhiên và ngây thơ, rồi trải qua biết bao nhiêu năm tháng, biết lấp đầy bởi biết bao nhiêu lo âu phiền muộn mưu toan tính toán mà Phật tâm Phật tánh của chúng ta mới bị che lấp. Vì vậy mỗi lần về hướng về ngày khánh đàn, chúng ta làm lễ mộc dục gọi là lễ tắm Phật, cũng chính là chúng ta mang thân tâm đang bị phủ đầy bởi những lớp phiền não tham sân si, ganh tỳ đố kỵ hơn thua hẹp hòi vân vân, được tắm gội trong dòng nước từ bi của Phật Đà. Và khi chúng ta một nghe một câu kinh, một bài kệ thì chúng ta phải biết phản chiếu những lời kinh tiếng kệ đó vào trong lòng của chúng ta. Và mọi chúng sinh tính ở trong thân tâm của chúng ta cũng sẽ được tiếp nhận những lời giáo huấn được thể hiện qua những lời kinh tiếng kệ. Nếu như những chúng sinh tham sân si mạn nghi ác kiến, ganh tỳ đố kỵ hơn thua hẹp hòi cố chấp vân vân luôn được nuôi dưỡng và luôn được tưới tầm và luôn được phát triển trong những lời kinh tiếng kệ đông đầy sự tỉnh thức, đông đầy sự khích lệ tinh tấn trên con đường giải thoát cho chính mình và giải thoát cho tất cả những chúng sinh có duyên với mình giữa cuộc đời này, thì chắc chắn rằng cuộc sống của chúng ta cũng sẽ vơi đi rất nhiều muộn phiền, và chắc chắn những ước nguyện của chúng ta trong cuộc đời cũng sẽ được thành tựu viên mãn. Trần gian chỉ một mong đợi, chim tung mình và diều vời xa bay, bao nhiêu năm võng vẹn có một ngày, ngày Phật đàn con cúi đầu kính lạy. Kính bạch Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hòa trong không khí thiêng liêng của ngày lễ Phật đàn việc pháp hành, mặc chư chư lần nữa nguyện cầu mười phương Tam Bảo chứng minh ánh từ quang của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni luôn soi rọi thế gian này, để cho thế gian này luôn được tắm gội trong ánh sáng từ bi trí tuệ của Ngài mà vơi đi tất cả những niềm thù hận, xóa tan tất cả những ngăn cách oán kết với nhau và soi sáng cho tất cả những sự ham muốn của vạn loài chúng sinh đều trở về một điểm chung, đó là ham muốn có hạnh phúc cùng với vạn loài chúng sinh, ham muốn có được an lạc cùng với vạn loài chúng sinh, và ham muốn có một thế giới hòa bình để cho vạn loài chúng sinh đều có thể nở được những nụ cười tương thân tương ái. Nguyện cầu hồng ân của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni thường soi sáng và gia bì cho tất cả những tâm nguyện của chúng ta hôm nay được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ vườn lắm đi đi đấng Thế Tôn.
Tỳ Là Vê, gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan luân tình vui, tất đạt đà thay từ già đời ánh sáng như lai dịp thắp sưng si sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lại ngài. Dạ đúng rồi ạ. Đầu vàng hướng từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hòa. Lòng con nguyện tịnh tâm, quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông nguyện vang, thành tâm chúng con cúi xin lại ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ ký. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có thể giơ tay cao cao lên không ạ, quý vị ơi? Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta là những người thành dân của Thành Ca Tỳ La Vệ ạ. Lâm Tỳ Ni Đấng Thế Tôn đạn xanh, đó vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành Ca Tỳ La Vệ, gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan luân tình vui, tất đạt đà thay từ già đời ánh sáng như lai diệt thắm sưng si sáng soi đạo vàng. Lớn lên quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lại ngài. Dạ quý vị ở đằng xa giơ tay cao cao nha quý vị, xin cảm ơn. Đào vàng hướng từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tịnh tâm, quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên, vẫn lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang, thành tâm chúng con cúi xin lại ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mừng ngày đáng sinh, lòng con tha thiết tâm thành. Mừng ngày đáng sinh, tình con tha thiết văn xin. Cho con dân Việt ngàn nơi, cho quê hương Việt sầu vơi, an vui đến với và người khổ đau. Dù sống nơi đâu, lòng con vẫn nhớ đến người. Dù nắng hay mưa, tình con vẫn thấy tâm vui. Đêm nay trăng tròn đang sinh, con xin dâng người niềm tin, tâm hương một nén chứng minh lòng thành. Phật ra đời nhân duyên đại nguyện, quên danh lời người bỏ quyền uy, bỏ con ngoan vợ đẹp quyến ra đi, tìm chân lý đấng từ bi cứu độ. Mừng ngày đáng sinh, trần gian mưa pháp bội nhuận. Mừng ngày đáng sinh, hân hoan trong cõi chư thiên. Đêm nay trăng tròn nghiêng nghiêng, sáng soi cũng thành linh thiêng,
một bậc đại pháp thung xuyên ra đời. Đáng sinh lòng con tha thiết tâm thành, mừng ngày đáng sinh tình con tha thiết van xin, cho con dân Việt ngàn nơi, cho quê hương Việt sầu vơi, an vui đến với và người khổ đau. Dù sống nơi đâu lòng con vẫn nhớ đến người, dù nắng hay mưa tình con vẫn thấy tâm niềm tin, tâm hương một nén chứng minh lòng thành. Phật ra đời nhân duyên đại nguyện, quên danh lời người bỏ quyền uy, bỏ con ngoan vợ đẹp quyết ra đi, tìm chân lý đấng từ bi cứu độ. Mừng ngày đáng sinh trần gian mưa pháp bội nhuần, mừng ngày đáng sinh hân hoan trong cõi chư thiên, đêm nay trăng tròn nghiêng nghiêng sáng soi cung thành linh thiêng, một bậc đại pháp thung xuyên ra đời. Đêm nay trăng tròn nghiêng nghiêng sáng soi cung thành linh thiêng, một bậc đại pháp thung xuyên ra đời. Hãy chắp đôi bàn tay thành một đoạn hoa để cúng dường đấng từ phụ Thích Ca. Bàn tay trái buông bỏ tất cả những thị phi ngang trái tham chấp của cuộc đời. Bàn tay phải buông xả tất cả những sự tham chấp vào những nguyên lý của cuộc sống. Hai bàn tay xin chấp lại thành búp sen trang nghiêm để dâng hương cầu nguyện cúng dường đấng từ phụ Thích Ca. Xin cho cõi trầm thơm kết thành mấy năm sắc, dâng lên ta khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi pháp giới dung thông kết đại sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lạc quên theo đường giới định tuệ, quay về trong tỉnh thức. Nam mô cúng dường hương Bồ Tát, Nam mô cúng dường hương Bồ Tát, Nam mô cúng dường hương Bồ Tát Ma Tát. Kính lạy Đức Thế Tôn, chứng minh hôm nay ngày 14 tháng 4 năm Giáp Ngọ, toàn thể đệ tử xuất gia tại giáp con cú hồi về đại đạo pháp hành thịnh viên, thuộc huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thành tâm thiết lễ tôn kính ân đức cao vời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, và chúng con kính lễ mộc dục tâm gọi thân tâm
thanh tịnh trong chánh pháp. Đệ tử chúng con ương cầu chư Phật Bồ Tát, các bậc thánh hiền hộ pháp Long Thiên và Lam Chân Tề, bạn sư thượng trung hạ chư vị oai linh, Tề Quang Giáng đạo tràng chứng minh công đức, nhất tâm nguyện cầu cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh mưa thuận gió hòa, muôn dân đều thấm nhuần hồng ân từ bi tuệ. Lại nguyện cho hiền thiện nam nữ đệ tử xuất gia tại gia chúng đặng Phước kiên có mạng vị khương ninh, nghiệp trưởng tiêu trừ thân tâm an lạc, hiện đời chánh tín tam bảo, vì lai viễn ly hết thảy khổ ách. Nguyện cùng pháp giới chúng sinh có tình và không tình đều trọn thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Thân phận thanh tịnh như lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng, Phật ở thế gian thường cứu khổ. Tâm Phật không đau không từ bi, nhưng tâm đàn lệ lâm thì ni viên vô ưu thọ hạ thì hiện đáng sanh. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là thầy chỉ đạo bậc tỉnh thức, vẹn toàn tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mạng, nhân tâm đành lễ Bồ Đề Thọ Hà, hàng phục ba binh nhất độ minh tinh đạo thành, chánh giác Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niềm vui khắp nơi, niềm hạnh phúc.
muôn ánh hào quang. Người là ước mơ yên bình, người là ánh sao trên trời, người là núi cao vời trăng chiếu ngang đồi. Một lòng kính yêu dân người, người lòng mãi đi lễ tắm Phật được bắt đầu trong tiếng niệm Phật rền vang. Mọi người không ai bảo ai, tuần tự xếp hàng rồng rắn, chắp tay trang nghiêm trước ngực, chờ đến lượt mình được tắm cho vị Phật sơ sinh. Ý nghĩa của việc tắm Phật như rũ bỏ đi những phiền muộn lo âu trong cuộc đời, dùng nước cam lồ rưới sạch mọi trần cấu tham sân si, trở về với cái tâm vô nhiễm như thuở ban sơ ta mới lọt lòng. Chân như Phật tánh ở đó, khổ đau than quán không còn đeo mang, cuộc đời là những tháng ngày thanh tịnh. Nào cùng nhau trao ánh sáng Thế Tôn rạng ngời, hoa man sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi. Từ miền đông băng qua phương tây, lời hoan chúc vang lên cung mây. Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Ngày đạn sinh trời tung ánh sáng trăng tràn hòa, nhạc thiêu dâng dâng ca vút đất ca thì la. Trầm hương sống nơi cây vô ưu, hào quang thiếu tiêu tan năm chiều. Coi ta bà Đức Cha lành đạn sinh, khắp chốn hân hoan mừng, đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương, ngân quang sáng cung trời, bao cõi lòng đường thắm màu tươi, đều nhịp vui cùng vang chúc Thích Ca ra đời, một tình thương bao la ánh dương quang trùng khơi, đời mở thêm hân hoan vui ca, hồn diệu êm nghe âm vang xa, tấm hương trên muôn nẻo đường hoa. Nào cùng nhau trao ánh sáng Thế Tôn rạng ngời, hoa man sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi. Từ miền đông băng qua phương tây, lời hoan chúc vang lên cung bay. Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Ngày đạn sinh trời tung ánh sáng trăng tràn hòa, nhạc thiêu dâng dâng cao vút đất ca thì la. Trầm hương sông nơi cây vô ưu, hào quang thiếu tiêu tan đắm chưa. Coi ta bà Đức Cha lành đạn sinh, khắp chốn hân hoan mừng, đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương, ngân quang sáng cung trời, bao cõi lòng đường thắm màu tươi, đường nhịp vui cùng vang chúc Thích Ca ra đời, một tình thương bao la ánh dương quang trùng khơi, đời mở thêm hân hoan vui ca, hồn diệu êm nghe âm vang